Hello, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Đông Nội Bộ và Tây Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn luôn lắng nghe, ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Hiện tại thì Dương đang đứng tại một nơi gọi là Tây Nguyên Đại Ngàn. Mọi người có thể thấy Tây Nguyên Đại Ngàn không? Xung quanh chúng ta là rừng, rừng và rừng. Đấy, đây một là một địa điểm cắt Măng Đen, cắt khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen khoảng 50 cây số. Và con đường của chúng ta hiện nay đang đứng ở đây, đó là đường Trường Sơn Đông, mọi người có thể nghe rất là nhiều rồi đúng không ạ? Đó, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quay. Đó mọi người. Và đây là km 243 của con đường Trường Sơn Đông. Con đường dài khoảng 667 km, chạy từ Thạch Mỹ Quảng Nam lên đến tới huyện Lạc Dương, Suối Vàng ấy, Đức Trọng, huyện Lạc Suối Vàng, Lạc Dương của Đà Lạt, Lâm Đồng. Thì đây là km 243 quý vị ạ. Nằm trên địa phận huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai. Đó. Và những khu rừng của chúng ta ở đây là những khu rừng thuộc giáp với khu bảo tồn thiên nhiên Co Tơ Răng, trên nằm ở trong cái khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đó, vừa mới được công nhận đó là Con Hà Nừng, và trên thuộc gọi là cao nguyên Con Hà Nừng. Mọi người có thể nghe rất là nhiều về cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh đó, và cao nguyên Măng Đen đó, những cái cao nguyên rất là nổi tiếng. Còn cao nguyên Con Hà Nừng thì hầu như là chưa nghe máy đúng không, mọi người. Thì hôm nay xin giới thiệu cho mọi người, quý vị biết đó là về một cái cao nguyên Con Hà Nừng, một cái cao nguyên về độ cao, ở độ cao khoảng từ 800 đến 900 mét so với mực nước biển. Đó, nằm ở phía đông bắc của tỉnh Gia Lai, bao gồm những địa phận từ kéo dài từ An Khê lên đến giáp với huyện Con Bò Lông của tỉnh Kon Tum, tức là giáp với cao nguyên Măng Đen đó mọi người. Đó, khu vực này thì còn rất là nhiều rừng, và đây là một cái khu vực mà có thể nói là còn có mật độ rừng á, mật độ che phủ á, mọi người, che phủ rừng này là lớn nhất trên toàn toàn quốc. Và hệ động vật, hệ sinh thái động vật thực vật đó cũng còn rất là đa dạng. Đó. Vì vậy mà vừa rồi thì khu vực này được thế giới UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới mọi người. Đây cho mọi người ngắm sơ qua rừng, rừng và rừng mọi người, bầu trời trong xanh, khí hậu mát lành. Đó, khí hậu thì mát mẻ, rất là mát mẻ quý vị. Như hiện tại nơi mà Adam Dương đang đứng là khoảng 900 mét so với mực nước biển mọi người, 900 mét so với nước biển. Trên cái Măng Đen thì nó cao hơn một tí, khoảng 1000, 1100, 1200 gì đấy. Thì ở đây thì 900 mét và rừng xung quanh bao la nha mọi người, rừng xung quanh bao la. Đó, giới thiệu sơ qua với mọi người thế thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.